luật bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 8. Theo đó sẽ có nhiều thay đổi trong các hoạt động giao dịch bất động sản. Tình trạng xuống cấp của một số nhà văn hóa xã làm hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ văn hóa tại địa phương. Đó là những thông tin chính có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu chương trình sẽ là những thông tin cập nhật tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố tính đến hết ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, thêm 4 con lợn của 2 hộ chăn nuôi ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên tiếp tục phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng trọng lượng là 158 kg. Tính đến hết ngày hôm nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 33 hộ, 11 thôn, 6 xã thuộc 3 huyện Kiến Thụy, An Dương và Thủy Nguyên. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là 573 con, tổng trọng lượng hơn 23,4 tấn. Năm nay, công tác tuyển sinh giảm áp lực hơn so với năm ngoái. Với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các thí sinh không cần lựa chọn phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển, chỉ cần chọn ngành và trường mà thí sinh mong muốn. Cụ thể, hết năm 2024, nền giáo dục cả nước trải qua chu kỳ 10 năm, trong đó có nhiều điểm mới được thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó nổi bật là công tác tuyển sinh ngày càng thuận tiện, đánh giá được năng lực học tập của học sinh. Việc ứng dụng chuyển đổi số vào tuyển sinh đã giảm phiền hà cho thí sinh và cơ sở đào tạo, tạo công bằng, minh bạch với xã hội. Có nhiều thay đổi trong các hoạt động giao dịch bất động sản khi các luật bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 8. Theo đó, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản sẽ không được hành nghề tự do mà phải hành nghề trong doanh nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải đáp ứng các điều kiện có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản, có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của chính phủ, có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản. Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định thanh toán thông qua tài khoản mở tại ngân hàng áp dụng với các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, các bên giao dịch kinh doanh bất động sản phải ghi chính xác giá giao dịch thực tế tại hợp đồng. Điều này sẽ tránh tình trạng ghi giá thấp hơn để giảm thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm, theo công bố mới nhất của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập, cũng không chi quỹ bình ổn đối với tất cả mặt hàng xăng lẫn dầu. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.900 đồng một lít, giảm 274 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 3 984 đồng một lít. Xăng RON 95 22.884 đồng một lít, giảm 294 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S là 20.194 đồng một lít, giảm 310 đồng một lít. Dầu hỏa 20.326 đồng một lít, giảm 338 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S là 17.178 đồng một kg, giảm 423 đồng một kg. Trong 7 tháng đầu năm 2024, tính đến kỳ điều hành ngày 1 tháng 8 năm 2024, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 31 kỳ điều chỉnh giá. Theo đó, giá xăng đã giảm liên tiếp trong 3 kỳ điều hành gần đây nhất. Nhà văn hóa trung tâm xã Lâm Động được xây dựng từ năm 2015 trên khu đất rộng hơn 400 m². Đây là một trong những công trình nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Thế nhưng qua thời gian, công trình đang đứng trước nguy cơ bị xuống cấp nghiêm trọng. Mối mọt, nứt gãy, bong chóc là tình trạng đang diễn ra tại nhà văn hóa trung tâm xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. Được khởi công xây dựng từ năm 2015 bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, công trình được kỳ vọng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, hội họp, tuyên truyền giáo dục pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng thời gian qua, công trình đã bị xuống cấp, một số hạng mục hư hỏng nặng. Theo người dân địa phương thì từ khi hoàn thành cho đến nay đã có một số hoạt động diễn ra tại đây. Họp hành rồi đại hội rồi cầu lông bóng bàn ấy, các thứ người ta vào đây người ta làm. Tối đến chị em phụ nữ vào đây múa hát. Thời Covid là ở đây lúc nào cũng đông vì là tất cả các y bác sĩ ở về đây là
tập trung để khám chữa bệnh cho mọi người. Mặc dù không có tình trạng bỏ hoang, nhưng việc thiếu các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế, hệ thống âm thanh cùng với việc xuống cấp một số hạng mục đã làm cho nhà văn hóa chưa thực sự phát huy hết công năng sử dụng. Qua cái thời gian khai thác sử dụng ấy, thì đến nay một số là cái như cái cánh cửa hay là một số cái bạo cửa cũng bị mối. Vừa qua thì chủ trương của xã đẩy nhanh cái tiến độ là cho hoàn thiện lại để các cái phần cửa mà nó bị mối mòn. Cơ sở vật chất thì mình cũng còn thiếu nhiều. Thế tuy nhiên là người dân cũng chủ động, các cái câu lạc bộ họ cũng chủ động để họ sắm các cái trang thiết bị để họ tự tập luyện cũng như là tham gia vào các cái hoạt động. Tình trạng có vỏ nhưng rỗng ruột tại nhà văn hóa trung tâm xã Lâm Động đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ văn hóa của địa phương. Do đó, bên cạnh việc sửa chữa, thay thế các hạng mục xuống cấp, thì các cấp chính quyền huyện Thủy Nguyên cần quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa. Nhất là tới đây, khi xã Lâm Động sáp nhập với xã Hoàng Động thành một phường mới có tên là phường Hoàng Lâm, thì các thiết chế văn hóa như thế này phải được chú trọng hơn bao giờ hết. Có như vậy mới tránh được nguy cơ lãng phí. Gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đang được xem là một giải pháp đột phá hữu hiệu để đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục nghề nghiệp, giúp tăng hiệu quả mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội. Do vậy mà hoạt động này đang ngày càng được khuyến khích và được nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Doanh nghiệp này hàng năm đều đón 2-3 đợt sinh viên đến thực tế, thực tập. Khi đến doanh nghiệp, người học được hướng dẫn nắm bắt các quy trình thực tiễn của vận hành kho, triển khai công việc theo thực tế từng mảng ngành nghề, hoạt động của doanh nghiệp như tham gia thực hành cuộn cáp, thử tải, vận hành xe nâng, lắp đặt thiết bị, quản lý, sắp xếp kho một cách khoa học, viết báo cáo. Ở nhà trường thì các bạn ấy chỉ được học những phần về lý thuyết, còn thực hành các bạn chưa tiếp cận thì xuống đây các bạn cũng phải mất 5-6 ngày để hòa nhập được với công việc của chúng tôi. Khi các bạn sinh viên, tập học sinh xuống và chúng tôi hỗ trợ thì cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình sản xuất của chúng tôi. Với hệ thống phương tiện thiết bị phục vụ ngành cảng tương đối đa dạng, hàng năm công ty Minh Giang có thể hỗ trợ các đơn vị đào tạo nhân lực ngành cảng biển, logistics trên địa bàn Hải Phòng, thu xếp cho khoảng 10 lượt sinh viên, học viên tới thực tập. Thời gian thực tế linh hoạt theo mô hình đào tạo có thể kéo dài từ 3-5 tháng. Người học được tham gia như một lao động tại doanh nghiệp nên nắm bắt nhanh các kiến thức thực tế. Nằm trong cái xu thế phát triển và mở rộng thì chúng tôi hơn ai hết là các doanh nghiệp rất cần cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhất là những cái nguồn nhân lực mà đã qua đào tạo. Để sau đó về chúng tôi chỉ cần qua đào tạo lại là chúng tôi có thể là sử dụng được các nhân lực một cách chuyên nghiệp. Thế thì cùng với đó thì chúng tôi đã hợp tác với các cái trường cao đẳng hàng hải, trường đại học hàng hải trong các cái việc hỗ trợ trường, trong cái việc đào tạo các cái khoa chế tạo máy, kinh tế về các cái nghiệp vụ logistics ở xuất nhập khẩu. Bên cạnh đón sinh viên tới thực tế thì các doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ, tài trợ hoặc cho các nhà trường mượn phương tiện để làm giáo cụ, minh họa, giảng dạy hoặc tham gia góp ý vào chương trình đào tạo sao cho sát thực tiễn thị trường việc làm. Từng bước và bằng nhiều cách thức khác nhau, sự tham gia phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang góp phần giúp môi trường đào tạo nghề ngày càng sinh động, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả, từ đó giúp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố, đất nước. 6 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Nhằm mục tiêu kéo giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm, công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu đang được lực lượng chức năng tập trung triển khai. Ngay từ đầu năm, công an thành phố phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, duy trì các chuyên đề xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Từ đó, dần làm thay đổi ý thức, nhận thức của người điều khiển phương tiện. Chúng tôi đi đúng phần đường, làn đường và chở đúng trọng tải, không quá tải trọng, không sử dụng rượu bia và ma túy. Thống kê của Ban An toàn Giao thông thành phố, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 297 vụ tai nạn giao thông, làm 128 người chết, bị thương 207 người. Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm quá tốc độ, quá tải,
xử lý nghiêm các trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định. Tiếp tục giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các địa phương phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông hiệu quả trước tình trạng các vụ vi phạm và tai nạn giao thông tăng cao. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.